mình đứng vào vị trí nào? Không, chị đứng đây là quá rõ. Chị chào mọi người đi. Em chào đi. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đến với live stream của Hana. Hôm nay điều trị ca mụn nang nha mọi người. Có ai chưa? 25 người rồi chị ạ. Chưa ai chào mình đúng không? Thân Quốc Hội nè. Hello Thân Quốc Hội. Hai cả nhà yêu. Hello cả nhà yêu, chào em. Làn da này hư tổn rất là nhiều quá nha mọi người. Bạn sử dụng Hoàng Thiên Xanh. Minh Phú 2. Hai Minh Phú. Chị nào mới lên chị Phú ơi. Nguyễn Vũ ship em 2 sữa rửa mặt chị ơi. Vũ ơi nhắn tin cho chị đi Vũ ơi. Sao mắc cười quá, sao không chịu nhắn tin đi lên livestream cái đội mua hà. Sao tao chốt được. Inbox riêng đi em. Miên Phú chắc tháng 12 á chị. Được. Ừ vậy thôi tới đó đi rồi lên em. Lại Maria. Good morning Hoài An Hạnh. Good morning Maria. Maria phải là người ăn cắp clip mình không Maria? Nếu mà phải Maria là mình lock Maria. Thân Quốc Hội nè. Ra em 2 năm trước lỡ sử dụng cổ một lan, giờ dịch quá em chưa đi spa chị được. Ừ. Chị nào bớt dịch vết nha cưng. Minh Phú dịch lên mụn lại quá trời. Ừ, vậy thôi em. Dịch ai cũng mụn hết trơn mà đâu phải riêng mình em đâu em. Nên cố gắng đi, chị nào hết dịch. Maria này, never. Trần Minh Cảnh lô chế. Hello Cảnh. Nguyễn Vũ bị mụn da nhìn tối ra á chị. Vậy hả Vũ? Trần Minh Cảnh lát quá má ơi. Ồ lát quá hả? Chắc là yếu rồi. Xem mờ lắm mà mọi người. Được không vậy Thông ơi? Ổn không em? Dạ còn thở được chị. Ừ. Còn thở là còn đỡ. Còn thở được. Còn thở là còn nặng nha. Rồi Maria nói gì em không đọc nổi nha. Ai gọi chị nghe thôi. Tắt đi hả? Chí Linh chào anh em. Hello Chí Linh. Hana chờ ngày Chí Linh lên Hana nha. Chí Linh ơi. Chuẩn bị tới khúc gây cấn nha mọi người. Những cái cục viêm này thì bên mình sẽ lấy bằng cái tâm ớ lộn nhầm cái bông nha mọi người chứ không có lấy bằng móng nữa nha. Nguyễn Vũ có chùm cuối xem mới đã. Chùm cuối hết mụn rồi, cao chạy xa bay rồi mọi người. Chí Linh ok.
Maria nói là Maria cái gì tiền bạc không thèm làm chuyện vớ vẩn như thế. Vậy hả Maria? Maria là nam hay nữ vậy? Maria chắc nữ đúng không? Sao Maria hiểu được tiếng mình nói vậy? Maria gốc Việt mà. Maria nói mà nghe Maria gốc Việt. Lần nào chị An nói Maria ăn cắp clip hết. Thấy tội lỗi chưa? Xin lỗi đi. Sorry Maria. Maria thà giết lầm còn hơn bỏ sốt. Chị Linh ở dưới này dịch bệnh quá. Trên này cũng vậy thôi, có khác gì đâu nè. Ở thân quốc hội gia em xưa từng như vậy. Chị khe nên đỡ nhiều. Hóng lên chị cho dứt điểm luôn. Nên chị là giúp điểm nha. Hàm chưa ủa spa mở được hả chị? Có mở đâu, livestream này phát từ hồi năm ngoái tới năm nay mà. 85 người xem á. Trong đó có công an phường không biết được. Công an phường coi livestream này nè mọi người ơi. Livestream này phát từ hồi năm ngoái lận nghe, chứ không phải mới phát đây đâu nha. Mình phát lại mọi người. Chị nói đây mình đang lấy mụn cho người yêu mình nha, không phải khách nha. Vừa sang chơi mà nhìn mặt nó mụn quá, đè nó ra đây. Có đè đâu chị, nó bình thường. Quang Minh công an đã xem. Cái này người ta biết không sự sống. Thôi. Những cái cục mụn viêm mọi người thấy không, mình phải lấy hết sức nhẹ nhàng và lấy bằng cái bông như thế này thì nó sẽ giảm tổn thương cho khách hàng nha mọi người. Bên dưới nó có mụn với máu rất là nhiều và lấy sẽ cố gắng lấy được cái nhân ở bên dưới rồi, nếu mà chưa lấy được thì mình cũng để vậy chứ mình không có cố lấy cho bằng được là nó sẽ bị sẹo nha. Lần sau mà mình sẽ cho bạn xuất thuốc và lần sau mình lấy nữa thì nó dễ lấy hơn nha mọi người. Đau rồi đúng không? Maria, chị thích coi hoài nạn mụn thì trong Facebook là hình của cháu Marie. Rồi Nguyễn Vũ, mấy cục u này đau lắm. Đúng rồi, nó sẽ hơi đau chút. Nhưng mà để thì khó chịu. À, nói chung lấy ra thì đau một lần rồi thôi, nhưng mà để là đau hoài, đau mãi luôn á. Nghe hạnh lắm mọi người. Chứ sao, đúng không Long? Đúng không bạn? Ừ dạ. Ừ dạ. Chưa mấy cục này xài kem của em một đêm là hết. Ừ, đúng rồi, hết cái mặt luôn á hen. Chủ tịch kem trộn. Công an đã xem và bỏ đi. Công an đã xem và không quan tâm nha. Không bỏ, đó giờ chị có thấy ai ăn đồ nóng nhưng không nổi mụn không chị? Nhiều lắm chứ em chị nè. Chị ăn đồ cay, đồ các kiểu luôn, bánh xác luôn mà có nổi mụn đâu. Nói mai lên nè. Nghiệp liền. Nguyễn Hận nhìn thú quá chị. Chứ đâu Hận Hận. Ủa sao tuần này không lên chị Hận? Mới mà. Đi là được tuần đâu. Với sẹo được không chị? Chị thăm được nha em. Sẹo thì sẹo mới thì bên chị trị được nha. Còn sẹo cũ thì phải tách lấy sẹo mà bên chị chưa làm nha. Mới đây à chị, mà nay hết luôn rồi. Ê. Hận. Hết rồi hả? Chú phù hộ em. Ôi, chú phù hộ mình mô Phật chứ. Nguyễn Vũ mua lên chị quá mà lên không được chị ơi. Chị dừng nào hết dịch chạy lên chị em ơi. Chờ đi, chờ ngày hết dịch đi mọi người ơi. Mà ngày hết dịch chứ. Còn sao?
Mọi người xem cái livestream này có bị mờ không mọi người? Mọi người coi có mờ thì mọi người nói nha, để mình biết điều mình chỉnh lại nha mọi người. Hello anh Triều nha. Hello Tình Triều. Mừng muốn rớt nước mắt Nguyễn Thành á. Chứ sao trời ơi, lên tôi mà không hết nữa thì thôi chứ. Còn gì uy tín của Hana nữa. Tại bữa hổm xui thôi, mới điều trị mới có lần hai lần bị dịch thôi. Chứ giờ lên trên đây rồi thì khỏe re. Chí Linh không. Không gì. Hả? À không mờ, không mờ. Đây là cái cục chai mà nó râu rồi nha mọi người, mình nó đóng mài rồi nên mình phải cũng phải cố mình thổi cái mài ra để mà mình nặn nó mới được nha mọi người. Anh... Tại vì cái nhân ngụm, cái đầu bụng nó nằm trong với cái mài đó đó. Anh Triều ơi, thứ năm với thứ sáu em không off nha. Bữa nay em là nhân viên chuyên cần rồi. Đi làm đâu nghỉ nữa. Chuyên cần là ngày nào cũng hút cần á. Tương lai Maria về Việt Nam đến thăm mấy em nghe. Ok Maria nha. Chiều Đinh tính thứ năm hay thứ sáu qua? Dạ, thứ năm qua đi anh. Thứ sáu cũng được, thôi thứ năm đi. Bữa nay thứ tư hả? Mấy? Thứ ba. Nay thứ tư. Ừ. Đỗ Quân, em muốn lên chị muộn thăm mà xa quá không lên được. Lên lại đi em ơi, sáng giờ chỉ có hai khách Long An lên lận á. Ở Bình Dương tôi còn lên nữa, em chị Minh lên. Tài này mà chạy điện dưỡng chất thì Oxima. Cái gì? Không hiểu. Oxima. Đúng rồi là Oxima luôn á. Chạy dưỡng chất thì nói chung là cái vết thương thì nó sẽ hơi có cảm giác chút xíu nha. À, Nguyễn Thiên Di mới dính F0 mà cho lên làm khách được không? Ai không? Gì hả? Ri, Nguyễn Thiên Ri á. Thiên Ri hả? Ừ. Không nha Ri ơi. Em muốn spa chị đóng cửa hả Ri? Nguyễn Vũ này, chị ơi hôn khách cái để lấy động lực đi chị. Hôn khách một cái hả? Không cho. Khách không, không cho. Cũng muốn hôn lắm mà khách không cho. Cho không khách? Dạ không. Không cho rồi, khổ tâm quá. Rồi chị Linh đặt mụn coi đã quá. Vậy Chiều Tím rất thích xem Hana điều trị mụn. Hello chị Chiều Tím. Bánh tét. Rồi nhưng mà không bao giờ có mụn. Ăn mì và kim chi mỗi ngày. Chị Đức Chiều Nhật, Tím không? Chảy nước mắt luôn kìa. Đổ nước quân. Mắt đâu mà gớp. Em đang cách ly không lên được. Khi nào hết cách ly rồi ổn định rồi lên nha cưng. Nguyễn Thiện Ri F0 lần 2 này chị mạnh mẽ chưa? Ghê thiệt. Sức đề kháng dữ dội luôn. Rồi, thân quốc hội chị An ơi, em yêu chị. Ừ, chị cũng yêu em, I love you. Rồi, Nguyễn Vũ quên nữa, hôn lấy cái ế qua nữa khổ. Không biết đâu gặp bất ngờ sao em sao? Giải hạn đen rồi sao? Long, bạn có bồ chưa bạn? Long ơi, có bồ chưa Long? Đừng hỏi tôi nha. Ừ, tôi đang hỏi bạn đó. Hết hồn. Bạn có bồ chưa? Dạ chưa. Chưa nha mọi người. Còn nói chi vậy? Đừng hỏi, đau lòng. Đừng chạm đà hỏi chạm rồi, vào nỗi. Hỏi rồi chị em rao bán cho này. Đừng chạm vào nỗi đau của Long. Dạ đúng rồi. Không nỗi đau của em cũng giống nỗi đau của tụi chị thôi em. Chồng Minh Cảnh. Mặt em bị lỗ chân lông to nên có rất nhiều mụn cám thì làm sao để hết được không chế? Tẩy da chết, dưỡng ẩm vô, xài serum mặt sạch sâu xíu là ba cái đó là được. Tẩy da chết, dưỡng ẩm, serum mặt sạch sâu. Xài tẩy trang đó. Có tiền mua thêm tẩy trang nữa. Còn nếu mà mụn nhân sâu quá thì mình phải đi lấy nhân mụn nha Cảnh. Đây để em đọc lại quy trình cho. Đâu rồi, Trần Minh Cảnh. Cục gì vậy trời? Xẹo rồi. Nguyễn Vũ thôi ráng đi spa đi nữa. Thích ai kêu chị An gả cho. Ừ đúng rồi. Ai kêu chị An gả cho mà tôi rất chịu hay không nữa nha.
anh đừng tưởng chị em dễ nha, chị em thì nói gã 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 thì thôi, chị em khó mà. Không phải muốn gã là gã đâu nha. Qua 77-49 ải mới được nha. Bọn này thằng trai không à? Bị mờ á. Cứng góc này quay có vẻ ok hơn nè. Nguyễn Hoài Nam, hello chị em. Hello Nam. Lâu rồi không thấy Nam qua. Trốn luôn rồi hả Nam ơi? Đỗ Quân, mua sản phẩm về chị được không mẹ? Được em ơi, nếu mà muốn mua sản phẩm thì vô nhắn tin cho chị đi, rồi chị coi cái da như thế nào rồi chị tư vấn cho. Nhiều bạn không có đi tới bên chị được, nhưng mà xài sản phẩm nó cũng đỡ được phần nào cho mấy bạn đó em. Không chịu cũng phải chịu, không thôi bao cá spa à Nguyễn Vũ. Giờ em muốn gả ai? Muốn cưới ai? Giờ muốn gả ai nè? Chị Hoài ơi, cài lại cái không được không? Cái gì? Tóc. Quay bay 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 trước em camera. Chị em cài lại chị em được. Như ơi. Đó. Cài tóc lại cho chị Hoài cái Như. Cài nó không vậy à? Khoan. Không sao sao. Phong vỏ hơi mờ mà sau khi em nói thì hết. Có khi mà mãn lắm em. Chị ơi thả Diễm My ra đi chị. Diễm My đang nằm ở trên giường chị nha. Chị có cách nào chị thăm tại nhà hả thì lên. Diễm My đang đi chị một nha. Diễm My đi chị một rồi mọi người ơi. Đừng kiếm nữa. Chị Thùy Linh ơi, mình có cách chị thăm tại nhà nha. Nhưng mà nếu mà chị bị mụn mà bị để lại thăm á, thì xem cái thăm đó của chị hết nhân mụn chưa nha. Nếu chưa hết nhân mụn thì phải đi lấy nhân mụn ra rồi chị thăm mới được nha. Nguyễn Hà Hoài Nam, chỗ em dịch quá này chị. Em tiếp xúc xong mới biết nó F0, chị cho lên thì em lên nè. Thôi bớt đi. Thôi ở nhà đi nha. Em mà lên xong em dính hết rồi nguyên một chuỗi lây nhiễm đây em. Nguyễn Phú, chào chị đẹp. Hello, ai đẹp Phú? Nguyễn Vũ, gả cho em hết đi, ai cũng đẹp mà bỏ sót uổng. Em nuôi nổi không? Sáng em tâm hồn chưa ăn thôi, qua lát ca. Những người tham lam như anh xứng đáng được ấy nha. Một đứa thôi em. Thiệt á. Nguyễn Huy Đức, hô mặt em lại nhiều lắm rồi. Vậy hả Đức? Hùng. Hello chú cái mỏ. Hello chú cái mỏ của không mà. Chú cái mỏ nha. Thùy Linh, da em hết rồi ạ. Chị chỉ em cách với ạ. Chị Thùy Linh ơi, chị nhắn tin cho bên em đi nha. Nguyễn Thiên Ri, F0 không đáng sợ đâu chị, vui là má. Vậy hả? Thôi vui mình đi, chị không muốn vui chung đâu. Thôi điểm vui này anh đừng có sẵn sẻ cho ai hết nha. Vui mình em. Vui mình đi. Nguyễn Phú, ai cũng đẹp. Nguyễn Huy Đức, hết thuốc, hết rượu mặt luôn khóc. Hết thì mình mua lại, anh nhắn tin cho bên em đi. Ồ, ngoái ngoái. Xỉu ngang, xỉu dọc luôn. Nó có đau đâu. Dạ. Đúng không? Tại vì cái này nó mụ ở trong mà. Nó dụng mỹ, thúc thích luôn rồi. Vậy nó khóc à? Ờ, em thấy nó nói chuyện nức nức rồi. Sao lại xứng nói? Nói. Đang kêu là nói chuyện nức nức luôn rồi đó. Nghe không? Tôi sao lại gọi bạn là nó được? Đúng rồi đó. Đau, đau rồi, nó xúc sắc. Nguyễn Thiên Ri, họ san sẻ cho em nè, hai lần chứ nhiêu chị? Hả? Ý là nói hai lần F0 á. Tội nghiệp thằng mẹ. Mà sao sức đề kháng em yếu vậy? F0 thì tới hai lần dữ vậy? Rồi, Diễm My môi thâm quá chị, đang miếng son cho tươi đi chị. Diễm My nằm bên kia đây, không phải Diễm My nha. Em trai mà. Này con trai nha mấy má. Ôi, tới chỗ nặng rớt nước mắt rồi. Chỗ nào cũng rớt nước mắt nha. Hùng Nguyễn, em báo công an.
báo đi, báo giùm chị đi, chị cho em 2 triệu nào.